Hey, it's me again, I'm Thanh from I'm English And welcome back to my channel uh, Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Youtube của Arma English Và hôm nay Thanh quay trở lại Vẫn quay trở lại với chuỗi series để học đánh vần tiếng Anh Phục vụ cho mục đích phát âm uh, Đúng tiếng Anh trong quá trình giao tiếp Ok, kết quả cuối cùng là Mình mong muốn là mình có thể giao tiếp được tiếng Anh Vậy thì cái khâu quan trọng vô cùng Đó là cái khâu về um, Phát âm chúng ta sẽ phải nắm vững được Vậy thì khi nào thì cái từ đấy phát âm như vậy lúc thì phát âm thành chữ này lúc thì phát âm thành chữ khác được chưa vậy thì có quy tắc gì ở đây không thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại nhá rồi quy tắc số 16 từ có chứa c cộng e Alright. Rồi, trước khi mà chúng ta quay trở lại với cái bài học ngày hôm nay Thì hãy đừng tiếc một like, share và subscribe kênh youtube của Ama English Để đón chờ vô cùng nhiều các cái bài học rất là hay và hữu ích Về uh, giao tiếp tiếng Anh, về phát âm tiếng Anh Hay cũng như là các cái tips học tiếng Anh hay và hiệu quả Các cái uh, các cái challenge, các cái thử thách dành cho mọi người để mọi người có thể uh, học tiếng Anh cùng với nhau trên mạng xã hội online mà một cách free. Alright. Rồi, quay trở lại bài học nhé. Alright. Như câu hỏi thường ngày hay hay hàm mọi người? How to pronounce these words? Mọi người thường phát âm cái âm cái từ này như thế nào? Ok, chúng ta sẽ để ý cho thanh cái từ C và từ E ở trong cái những cái từ này nhá. Nếu mà ai đã xem các quy tắc trước của Thanh từ quy tắc số 1 đến quy tắc số 14 thì mọi người đã có mướt biết một cái điểm um, mà Thanh rất hay nhắc với mọi người đó là chữ E ở cuối từ là âm yes silent sound âm câm. Ok, chính vì vậy nó sẽ không được phát âm ra cái âm đó. Vậy thì ending sound tức là cái âm cuối của ba cái từ này nó là a à, âm C. Vậy chữ C được phát âm là gì? Ok, nghe Thanh đọc nhá rice, rice, the second one, rice, rice, the next one, rice, rice, okay, cái từ đầu tiên là từ gạo đúng không ạ? và chúng ta sẽ phân âm là rice. đó, chữ c ở đây sẽ được phiên âm thành chữ sc. wow, vậy thì tại sao lại như vậy? đấy, okay. next one, à, mình có từ tiếp theo đó là từ race, thì chạy đua, cuộc đua đúng không ạ? Ok, chữ C cũng được phiên âm là chữ S Thật là kỳ diệu Ok, next one. Và từ cuối cùng là từ Price Chữ C cũng được phiên âm thành chữ S Và ba cái chữ E ở cuối từ nó là âm cầm Ok, ending sound Cái từ cuối của ba cái từ này nó là chữ Chữ C Nhưng mà được phát âm là S ừ. Rồi, vậy thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu uh, quy tắc ngày hôm nay nhé rồi quy tắc số 16 vô cùng đơn giản và hữu ích. Đó là khi mà các bạn thấy chữ C cộng với E, OK, thì sẽ được phiên âm thành chữ, chữ S gì? Rồi tất cả các phụ âm mà thanh hay nhắc nhở mọi người thì thanh hay nói là à các phụ âm đa số là giữ nguyên, giữ nguyên tức là sao? À, khi nó ghi được chữ mặt chữ nó thế nào thì mặt phiên âm nó là như vậy. Tuy nhiên chỉ có chữ C là nó sẽ bị thay đổi, OK. À, luôn luôn thay đổi thì đây là thay đổi cái 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 bước thay đổi đầu tiên đó là chữ c mà mọi người thấy xuất hiện cộng với e thì nó sẽ được phiên âm thành chữ sc ok vậy thì cái cách đọc cái chữ s này như thế nào chúng ta sẽ đi ngay sang cái phần cách đọc nhá rồi ở đây thành có hai hình à, thanh hướng dẫn luôn mọi người cách đọc của âm và âm ok khẩu hình miệng nó giống y hệt nhau được chưa Mọi người có thể nhìn hai cái khẩu hình miệng ở đây có một cái điểm khác duy nhất đó là một âm dung và một âm không dung ok âm s thì không dung âm z thì nó cái hơi dung dung ở phần cổ họng của mình right rồi cách cách để lưỡi thì như thế nào đặt đầu lưỡi ở phía trên để phía sau hàm răng trên mọi ừ, người cắn răng như này đúng không đặt để lưỡi ở phía sau ngay hàm sau cái hàm răng đó thôi và khi mà mình phải ăn chữ sờ này mình sẽ kéo căng hai mép ra được chưa mình sẽ phát âm là hít một hơi và đẩy ra ok như kiểu xì phát rồi mọi người chạm thử vào cái dây thanh quản nhá chạm thử vào cái cổ mình sẽ không rung nhá chỉ có hơi gió bật ra thôi mọi người có thấy tay mình mát mát không thử đặt lên tay lên miệng nhá mát mát đúng không? Bởi vì có hơi gió bật ra. Rồi, tuy nhiên chữ S, chữ thứ hai đó chữ Z. Mình sẽ phát âm như vậy, nhưng mà nó sẽ rung một cổ họng. kể, okay. nó cứ hơi ồm ồm một cổ họng này. Cũng có hơi gió bật ra một xíu, thế nhưng mà nó cổ họng vẫn rung này. Alright, dễ đúng không ạ? Ok, mọi người sẽ phải phát âm nhiều và chú ý được cách, đây là hình hướng dẫn mọi người cách phát âm thôi. À, quan trọng là mọi người muốn thay đổi mọi người muốn phát âm đúng thì mọi người sẽ phải luyện tập đó hàng ngày hàng ngày và hàng ngày right. rồi luyện đọc cùng với thanh nhá rồi nếu mà trong từ mọi người thấy xuất hiện à c cộng e thì c sẽ được phiên âm thành chữ s gì đó vậy thì chúng ta sẽ e thấy ở đây luôn là là cái chữ c ở đây sẽ được đọc thành s đúng không chúng ta cũng học rồi khi mà chúng ta là a cộng một phụ âm và cộng với e thì a đọc thành âm Yes, âm A Mọi người có thể xem lại các quy tắc trước nhé Và cái từ này mình sẽ đọc là Blaze Ok Rồi Thì Tập ghi phiên âm nhá P phụ âm giữ nguyên L phụ âm giữ nguyên A cộng một phụ âm cộng E A đọc thành âm A C cộng E ở đây C đọc thành âm S E cuối từ là âm câm Bỏ Và cái từ này mình sẽ đọc là Place Place Lưu ý không bao giờ được đọc là place Place, place, place Wow, no, 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 ok Mình sẽ đọc là place Place Place, place, place Alright, next one Tương tự cái từ uh, gạo đúng không? Mình đọc là rice À, C cùng E, đây C phân là S Rice, rice Next one C cùng E, phân là S Splice, splice, splice Next one choose, choose không phải chu kem là choose, choose next one à đây a cộng một phương cộng e out nó phải không? là a đây rồi ok mình sẽ đọc là c cộng e c phải là s e cuối từ cam space, space, space next one fence, 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 fence vice, vice, vice hands, hands, hands alright Dễ đúng không Ok. Rồi, sang ngay cái phần luyện tập thứ hai cùng với Thanh. Trans. À, à, e bệt này. À, à, lưỡi hạ thấp xuống và hạ hàm xuống là sao? Là Thanh đang nói cái chữ e bệt, e bướm đó. Được chưa? Mình sẽ phát âm là à, à, à. Và mình đọc trans, trans, trans. Ok. C này. Dance, dance, dance. C này. Price, 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 C này, face, face, face. A cộng một phụ, phụ âm cộng E, A đọc thành âm A, đúng không? Next one. Next one, cái từ này mình đọc là glance, 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 C này, sins, sins, sin, C nuốt này, slice, 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 C này, trace, trace, trace. Ok, dễ đúng không mọi người Ok, à, bởi vì tất cả những cái quy tắc này Thanh đã nhắc từ trước Từ các cái bài học từ quy tắc số 1 Đến quy tắc số uh, mấy mấy gì đó rồi Thế nên là mọi người đã quen với các cái khẩu, cái, cái quy tắc này rồi Thế nên rất dễ trong quá trình mình ghi nhớ Cũng như là mình đọc cái từ để lên à, Rồi, Thanh có một cái phần Homework cho mọi người Giống như hàng ngày Mọi người hãy uh, quay video clip uh, Quay cái khẩu hình miệng và sau đó uh, Record, ghi âm lại Uh, gửi lại cho Thanh để Thanh chỉnh sửa cho mọi người. Nếu mà mọi người muốn mình phát triển, mình uh, phát âm đúng tiếng Anh và phục vụ cho mục đích giao tiếp hiệu quả nhất, thì đầu tiên là sẽ phải là phát âm. Right, Ok so OK so kết thúc bài học ngày hôm nay thì thanh hy vọng là video clip của thanh thì sẽ hay và hữu ích cho tất cả mọi người. Thì trước khi mà kết thúc thì đừng quên hãy cho thanh một like, share và subscribe kênh youtube của English để đón chờ rất nhiều các cái video clip hay và hữu ích về học uh, giao tiếp, học phát âm cũng như các tips học tiếng Anh hay ho. Và kênh youtube này là dành cho người đi làm. OK, see you, bye.